thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Ê-xê-chi-ên chương 4. Bắt đầu từ Ê-xê-chi-ên chương 4 đến chương 7 là sứ điệp cảnh báo của người canh gác về sự hủy diệt thành Jerusalem. Có thể nói, những dự ngôn về sự phá hủy thành Jerusalem là một trong những điều mà dân Do Thái không muốn nghe nhất. Bởi tại nơi xứ người, họ luôn hy vọng sẽ có ngày trở về quê hương. Nên sứ điệp về sự hủy diệt miền đất hứa này làm cho những tia hy vọng cuối cùng của họ trở nên lụi tàn vì họ không còn nơi để trở về. Trong cuối chương 3, Đức Chúa Trời làm cho tiên tri Ê-xê-chi-ên bị câm và tình trạng ấy vẫn tiếp diễn trong chương 4. Thế nên, chương 4 mở đầu bằng một loạt những mệnh lệnh rất lạ lùng của Chúa cho tiên tri Ê-xê-chi-ên. Thay vì ra lệnh tiên tri rao truyền sứ điệp về sự vây hãm thành Jerusalem, thì Chúa lại ra lệnh cho ông hãy dùng những hành động để mô phỏng nội dung ấy, câu 1 đến câu 3. Tiên tri Ê-xê-chi-ên đã vẽ phác họa thành Jerusalem, rồi sau đó ông đặt bức phác họa ấy lên trên mặt đất và bắt đầu một loạt những hành động nhằm mô phỏng sự vây hãm thành Jerusalem. Ông dựng đồn, đắp lũy xây trại, đóng quân bao quanh và đặt các vũ khí tấn công thành. Tiếp đến là hình ảnh cái chảo bằng sắt được dùng để ngăn giữa ông và thành Jerusalem đang bị vây. Trong khi thực hiện những điều này, tiên tri Ê-xê-chi-ên đã không nói một lời nào, nhưng những người xem thì chắc chắn đã nhận được sứ điệp. Chắc hẳn dân Do Thái sẽ rất sửng sốt về những gì sắp xảy ra cho họ. Họ đã phản nghịch và bất tuân Chúa trong một thời gian dài, nên giờ đây họ phải nhận lãnh hậu quả. Phần tiếp theo của chương là từ câu 4 đến câu 8. Trong phần này, Chúa muốn tiên tri Ê-xê-chi-ên truyền đạt sứ điệp về sự phán xét trên dân Israel và cả dân Giu-đa. Trong câu 4, câu 5, tiên tri Ê-xê-chi-ên được Chúa phán phải nằm nghiêng bên trái trong vòng 390 ngày để mô phỏng 390 năm dân Israel đã phạm tội với Chúa. Sau đó, tiên tri Ê-xê-chi-ên được Chúa dặn phải nằm nghiêng sang bên phải 40 ngày, tượng trưng cho tội lỗi của dân Giu-đa trong 40 năm. Việc Đức Chúa Trời chọn con số 390 và 40 có nhiều cách lý giải khác nhau. Nhưng chung quy của những con số này muốn nói lên rằng Đức Chúa Trời đã chịu đựng dân gian ác này quá lâu, cho nên giờ đây Ngài chuẩn bị sửa phạt họ. Phần cuối của chương là từ câu 9 đến câu 17. Trong phần này, Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho tiên tri Ê-xê-chi-ên thực hiện một chế độ ăn rất cam khổ nhằm để truyền đạt sứ điệp về sự đói kém xảy ra trong thành Jerusalem. Trong suốt thời gian 390 ngày, ông chỉ được ăn một loại bánh được làm từ một số ngũ cốc mà Chúa chỉ định và uống khoảng hơn 1 lít nước mỗi ngày. Những loại ngũ cốc mà Chúa chỉ định cho ông là những loại được dùng cho người nghèo nhất. Điều này cho thấy, trong những loại thức ăn được chỉ định, cùng với lượng thức ăn và thời gian cố định, như một thông điệp dự ngôn về sự đói kém kinh hoàng sắp xảy ra tại Jerusalem. Chưa dừng lại tại đó, Đức Chúa Trời còn ra lệnh cho ông phải nướng bánh bằng phân người, nhằm để diễn tả sự ô uế của đồ ăn. Nhưng nếu làm theo cách này sẽ khiến thức ăn không tinh sạch về mặt nghi lễ. Nên sau đó, tiên tri Ê-xê-chi-ên đã cầu xin Chúa đừng cho ông dùng phân người để nướng bánh, vì từ nhỏ đến lớn, ông chưa từng dùng một vật nào bị ô uế. Thế nên, sau đó Chúa đã cho ông đổi thành phân bò, dùng nó để nướng bánh. Sứ điệp này có ý nghĩa dân Israel sẽ phải đối diện với nạn đói kinh khủng. Kinh khủng đến nỗi cha phải ăn thịt con và con phải ăn thịt cha. Ê-xê-chi-ên chương 5 câu 10. Và trong khoảng thời kỳ bị lưu đày của dân Do Thái, họ bị bắt phải ăn những thức ăn ô uế của dân ngoại bang. Chương 4 khép lại bằng một sứ điệp về sự đói kém và sự ô uế của đồ ăn. Thật không thể ngờ, từ một dân tộc được Đức Chúa Trời lựa chọn, được ban cho miền đất hứa đượm sữa và mật, mà giờ đây lâm vào cảnh phu tù, đói kém và bị ô uế. Những sứ điệp trong bài giảng của tiên tri Ê-xê-chi-ên như một lời cảnh báo về hậu quả của tội lỗi là kinh khủng dường nào. Bất kỳ ai bất tuân và chống nghịch lại mạng lệnh của Ngài
đều phải bị trừng phạt, không miễn trừ một ai, kể cả tuyển dân của Ngài. Câu hỏi suy ngẫm: bạn đã từng kinh nghiệm hậu quả của việc không làm theo lời Chúa chưa? Bạn đã kinh nghiệm Chúa là đấng như thế nào trong lúc đó? Lời cầu nguyện: lạy Chúa là đấng thánh khiết, xin cho chúng con không xem thường tội lỗi. Xin Chúa thương xót cho những yếu đuối của chúng con và giúp chúng con có thể sống theo lời Chúa dạy mỗi ngày. Xin công lý của Chúa được bày tỏ qua chính đời sống của chúng con luôn. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.